Tiết mục Di sản vườn quốc gia Bi Đúc Núi Bà. Tiết mục Di sản vườn quốc gia Bi Đúc Núi Bà. Thưa bà con nông dân và các bạn, nhóm nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hội, giáo sư Kuznetsov, tiến sĩ Lê Xuân Đắc thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga đã có báo cáo khoa học những dẫn liệu mới về sinh thái và đa dạng sinh học vườn quốc gia Bi Đúc Núi Bà. Dựa trên đặc điểm địa lý và các yếu tố sinh thái phát sinh như vị trí địa lý và cấu trúc không gian, lịch sử địa chất và kiến tạo, địa hình và hoạt động địa mạo, khí hậu, thổ nhưỡng, thủy văn, v.v., các nhà nghiên cứu đã đi tới một số ghi nhận mới về hệ động thực vật tại đây. Chịu ảnh hưởng của điều kiện nhiệt đới cao nguyên, vườn quốc gia Bi Đúc Núi Bà có sự phân hóa cao của các yếu tố tự nhiên và sinh thái phát sinh. Với lịch sử phát triển lâu dài, ổn định, cùng với đặc điểm đai cao, hình thái và hướng phơi sườn núi, cũng như chế độ khí hậu đã chi phối ảnh hưởng mạnh đến đặc điểm các thành phần hệ sinh thái, cảnh quan khu vực. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đã ghi nhận bổ sung đặc điểm cấu trúc của các quần xã thực vật chủ yếu, ghi nhận vai trò của các nhóm thực vật đặc trưng quan trọng như là thành phần loài, đặc điểm sinh học, sinh thái, các yếu tố địa sinh vật của thực vật, nấm, thú, chim, bò sát, lưỡng cư, động vật không xương sống, v.v. Mô tả 84 loài mới cho khoa học, bao gồm 1 loài thực vật, 12 loài nấm, 5 loài lưỡng cư, 66 loài động vật không xương sống. Cụ thể trong đó có loài thuộc họ lan, một loài đặc hữu hẹp của Tây Nguyên với tình trạng rất hiếm. Ghi nhận 555 loài nấm lớn thuộc 331 chi, 135 họ, 50 bộ, 12 lớp và 3 phân ngành. Trong đó mô tả 12 loại nấm mới cho khoa học. Về khu hệ thú, ghi nhận 36 loài gồm nhóm ăn sâu bọ, gặm nhấm và dơi, khoảng 10 loài thú lớn gồm nhóm ăn thịt, móng guốc, linh trưởng. Một số nằm trong danh mục bảo tồn như cu ly nhỏ, khỉ đuôi lợn, chà vá chân xám, vượn má vàng, gấu ngựa, gấu chó, rái cá vút bé và sơn dương. Còn về khu hệ chim, nghiên cứu của các nhà khoa học cũng đã ghi nhận 361 loài thuộc 72 họ của 19 bộ. Trong đó bộ sẻ rất đa dạng về họ và loài. Tiếp đến là bộ gọ kiến, bộ ưng, bộ cu cu, bồ câu, sả, cú và bồ nông. Về khu hệ bò sát lưỡng cư, kết quả điều tra nghiên cứu của các nhà khoa học vào các năm 2009-2010 tại Vườn Quốc gia Bi Đúc Núi Bà đã xác lập danh lục với 70 loài lưỡng cư, 83 loài bò sát, trong đó có 5 loài mới như thằng lằn chân ngón, nhái bầu thông, nhái bầu đẹp, rắn mai gầm, bụng sọc đen, nhái bầu quên lãng. Riêng khu hệ côn trùng nghiên cứu từ năm 2008 có nhiều nhóm như là bọ chân chạy, cánh vảy râu chùy, tức bướm và các nhóm động vật không xương sống ở đất. Đáng chú ý là có 13 loài bọ chân chạy mới, 11 loài bướm mới được ghi nhận cho giới khoa học. Những số liệu trên đây một lần nữa cho thấy sự phong phú, giá trị quý báu của hệ sinh thái động thực vật tại Vườn Quốc gia Bi Đúc Núi Bà, mà trách nhiệm của mỗi một chúng ta đó là phải chung tay để gìn giữ, bảo tồn, nhất là trong giai đoạn biến đổi khí hậu như hiện nay.